Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lời nói chưa dứt thì thân hình của nàng đã đảo nhẹ một vòng giữa không trung để tránh khỏi tầm tập kích của đối phương. Trong lúc đó thì Trương Vô Kỵ cũng nạt lên một tiếng. Chàng vận càng khôn đại na di tâm pháp làm cho thân hình của chàng xê dịch sang một bên, để rồi tránh né vận hào quang màu vàng kia. Quả nhiên chân của hai người này vừa chấm đất thì một manh lưới màu vàng đã phủ xuống cách chỗ họ đứng không đầy hai thước bề xa. Mọi người chưa kịp đối phó ra sao thì Hồng Lão Trang chủ đã biến mất trong chùa. Còn Triệu Minh thì thét to lên: Vô Kỵ ca ca, hãy đuổi theo để cho chúng tôi thanh toán tên râu ria này đã. Câu nói của nàng chưa dứt, Trương Vô Kỵ đã như một vệt khói mờ bay thẳng vào trong chùa bằng một tốc độ kinh thiên. Vô Kỵ vừa khuất bóng, Triệu Minh không khỏi đầu đuôi, tức thì quay lại tung vào giữa mặt tên râu ria một đoàn dân tú công cực kỳ mãnh liệt. Ống tay áo của nàng vừa đánh ra một đoàn phủ đầu đối phương, còn ống tay áo bên tả thì nàng cũng băng băng một cán bút, thọc thẳng vào giữa ngực bằng một đoàn ác liệt vô cùng. Gã râu ria này vừa bay mất binh khí, nên bây giờ chỉ còn lại hai bàn tay. Hắn ta luống cuống không biết phải làm sao để gỡ đòn. Trong lúc nguy nan đành phải dùng tay hữu vỗ thẳng lên đầu một chưởng, rồi lại dùng tay tả chộp vào tiền tâm, cốt phá giải hai đoạn dân tú công của Triệu Minh. Nào hay đâu lúc bấy giờ nàng đang hồi nóng giận cho nên ra tay chẳng chút thương tình. Hai ống tay áo của nàng vốn đang tấn công theo chiều thẳng một cách vô cùng mãnh liệt, bỗng thình lình bây giờ lại thay chiều đổi hướng, quấn ngang qua vòng thần tốc, làm cho hai cánh tay gân guốc của gã râu ria kia bị kẹt cứng trong hai ống tay áo. Tình trạng này vừa phát hiện ra là Châu Hoài Ngọc và hai nàng thiếu nữ đồng kêu lên mấy tiếng hãi hùng, vì họ biết rằng tính mạng của gã râu ria chắc chắn sẽ không còn. Quả thật, khi những tiếng rú của những người này chưa kịp tắt thì Triệu Minh đã hất mũi dài lên đá thóc vào đan điền của đối phương một cước thật là hung bạo. Về phần gã râu ria đang lúc hoang mang vì hai ống tay của mình vừa bị trói cứng, chưa biết xử trí ra làm sao thì đòn của Triệu Minh đã tràn tới. Thế là một tiếng khô khan rùng rợn vang lên. Hai ống tay áo của Triệu Minh tức thì giải tỏa và thân hình hộ pháp của gã râu ria bật ngửa ra rồi nằm sóng xoài trên mặt đất. Cái đá của Triệu Minh đang hồi nóng giận thật là sức mạnh nghìn cân, làm cho người này tức thì nghẹt thở mà chết. Thế là bốn người này khoát tay ra dấu cùng nhau quả tốc hạ mình lướt thẳng vào trong chùa. Vừa qua khỏi ngưỡng cửa thì họ trông thấy người đấu chiến cùng Bách Biến Thần Quân ban nãy đang quằn quại trên vũng máu đào, một dòng máu thấm từ trong miệng của y trào ra như suối. Xung quanh đó thì vắng vẻ như tờ. Hồng Lão Trang chủ và Trương Vô Kỵ thì không biết đi đâu. Thì ra sau khi Triệu Minh thét bảo Trương Vô Kỵ vào chùa, chàng đã dùng một thân pháp vô cùng thần tốc chạy thẳng vào trong. Thân hình chàng vừa lọt vào trong Đại Hùng Bảo Điện, tức thì trông thấy có một xác người nằm quằn quại trên mặt đất, đôi mắt lờ đờ, đúng là một người vừa trúng phải đòn độc sắp sửa lìa đời. Thì ra người này chẳng phải ai xa lạ, chính là tay cao thủ Dơi Bách Biến Thần Quân. Số là Bách Biến Thần Quân ban nãy tuy giao chiến với đối phương, nhưng mà lỗ tai ông ta vẫn luôn luôn nghe ngóng động tịnh ở bên ngoài. Tuy chỉ dùng thính giác, nhưng ta cũng biết ba người trẻ tuổi đang lâm vào vòng nguy khốn. Vì vậy cho nên sau khi giao chiến hơn 60 hiệp, ông đã rõ đường đi nước bước của đối phương. Do đó mà ông ta bất thần tung ra một sát chiêu, làm cho đối phương phải trúng đòn mà ngã ngửa. Bách Biến Thần Quân vốn là một nhân vật nửa chính nửa tà, nên chẳng nương tay. Ông ta vừa chồm tới định tống bồi thêm một chưởng ngõ hầu diệt cho tận cùng một gã gian manh.
Cử động của ông ta thật là nhanh nhẹn không biết chừng nào. Thế mà thân hình chỉ vừa mới giấy động thì đột nhiên sau lưng của mình gió dậy rào rào. Không biết một kẻ tài cao nào đã bất thần tập kích. Lẽ ra ông ta có thể bất phất mà tiếp tục tấn công. Để kết quả sinh mạng của người này trúng đòn nằm trên mặt đất. Nhưng mà ông ta chưa kịp xuống tay thì bỗng nhiên nhiều luồng gió lại nổi lên mãnh liệt. Làm cho ông ta không thể không thu tay để quay đầu nhìn lại. Ngõ hầu chống ngăn những luồng ám khí khá lạ lùng mà gần trọn cuộc đời của ông ta chưa hề trông thấy. Vừa quay đầu nhìn lại, vừa khoát tay ra xua đuổi những món ám khí lạ lùng. Bàn tay của Bách Biến Thần Quân đã luyện cứng rắn hơn sắt thép, cho nên vừa chạm vào món ám khí tức thì vang lên mấy tiếng, nghe càng cản. Cứ nghe những tiếng âm thanh đó thì Bách Biến Thần Quân biết ngay đó là những mảnh kim tiền tiêu. Nhưng kim tiền tiêu mà tại làm sao sức mạnh ghê hồn làm cho tay của ông ta lạnh buốt. Định thần nhìn kỹ thì ra người tập kích chính là một lão già tên Thần Quát Thước. Nhìn y phục thì không phải là người dùng Trung Nguyên, cũng không thể nhận định ra là người thuộc môn phái nào. Bách Biến Thần Quân quát mắt nhìn lão già một cách giận dữ. Ông ta thét hỏi: "Con chuột lắc kia là Hà Phương nhân vật sao, dám cả gan phá đám ta vậy?" Lão già kia buông tiếng cười gằn nói: "Mày giết người thì phải đền mạng, đừng có hỏi lôi thôi." Vừa nói vừa đưa tay ra trỏ vào cái người vừa trúng đòn nằm quằn quại trên mặt đất. Thái độ của ông ta thật là nhàn nhã, nhưng mà lời nói thì chưa dứt, bỗng nhiên giấy động thân hình lướt tới nhanh như là một luồng gió thoảng. Bách Biến Thần Quân vốn chuyên nghề hình công và hằng ngày rất chú trọng vào việc làm sao cho hành động của mình được nhanh nhẹn. Thế mà bây giờ trông thấy thân pháp của lão già này cũng phải tấm tắc khen thầm. Người của ông ta chưa kịp tới thì ám khí ở trong lòng bàn tay đã bay tới trước. Lần này thì những mảnh kim tiền kia chia ra làm ba đường thượng trung hạ, tấn công Bách Biến Thần Quân một đòn dằn mặt. Bàn nãy Bách Biến Thần Quân vì ơ hờ cho nên chưa thể nào đối phó. Bây giờ kẻ địch đã đối diện với mình nên ở trong lòng bỗng nhiên sinh ra bạo dạn. Ông ta chỉ khẽ nhún mình nhảy lên một chút thì đã tránh được một môn ám khí dưới chân. Thế rồi ông ta thò hai tay vào lại rồi bắt ngang món ám khí đang bay tới dù dù theo hai đường thượng và trung. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm phải ám khí thì thân hình của lão già kia đã đâm bổ tới như là một con diều hâu to tướng. Bách Biến Thần Quân nạt lên một tiếng kinh thiên, rồi bàn chân ở bên hữu ông ta bỗng thình lình bay lên một cước kinh hoàng. Ngọn cước của một tay cao thủ giang hồ một khi tung ra thì thật là một sức mạnh nghìn cân, làm cho đối phương một khi trúng đòn chắc chắn là phải vong mạng. Trong lúc đó thì thân hình của Bách Biến Thần Quân cũng đã lệch sang cánh tả một cách nhẹ nhàng, vừa đủ để tránh thoát hai mũi kim tiền tiêu trong đường tơ kẻ tóc. Khá khen cho lão già kia trong cơn nguy cấp rõ ràng thấy ngọn cước của Bách Biến Thần Quân đã lọt vào trung cung của lão. Thế mà bàn tay của lão không biết thò ra theo một phương hướng nào mà lại gác nhẹ lên mũi giày của Bách Biến Thần Quân một cách vô cùng êm nhẹ. Hai tay cao thủ này vừa chạm vào nhau thì lão già nó đã mượn lượng sức mạnh kinh thiên ở trong ngọn cước của Bách Biến Thần Quân mà đảo ngược thân mình trở ra phía sau. Thân hình lão ta vừa chạm vào mặt đất thì tràn tới tấn công Bách Biến Thần Quân bằng năm đòn nhanh như vũ bão. Thế là hai người quần thảo với nhau bằng những đòn phi thường ác liệt. Phần lão già kia thì quyết hạ cho kỳ được Bách Biến Thần Quân để thi hành một việc vô cùng quan trọng. Còn Bách Biến Thần Quân thì muốn hạ mau lão già này, ngõ hầu cứu nguy cho những người trẻ tuổi. Vì vậy cho nên cả hai thải điều sử dụng hết sức bình sinh tuyệt học của mình. Vừa sang qua đòn thứ 10 thì Bách Biến Thần Quân đã toát mồ hôi. Ông ta không ngờ hôm nay mình gặp phải một tay cao thủ như vậy. Bách Biến Thần Quân vừa trông thấy thân hình của lão sợ tới tức thì đã tụ khí ngưng thần, quyết định phen này sẽ dùng một đòn độc để thanh toán chiến cuộc. Nào hay đâu lão già này lướt tới chỉ còn cách Bách Biến Thần Quân chừng hai thước thì bỗng nhiên từ trong ống tay áo của lão ta đã bay ra một dần khói màu vàng.
Bách Biến Thần Quân là một tay lão luyện giang hồ, vừa thoáng trông thấy thì đã biết nguy, cho nên tức tốc thối lùi, miệng thì kêu lên inh ỏi: "Mi định dùng lưới cá chày ta thật là cay độc." Quả nhiên lời nói ông ta chưa dứt thì một manh lưới đã chụp phủ đầu vô cùng hung bạo. Bách Biến Thần Quân ngỡ rằng manh lưới này là một vật tùy thân của lão ta, cho nên nếu chụp hụt thì tất nhiên phải thay đòn đổi thế. Nào hay đâu màn lưới này vừa chụp xuống chừng 8 phần thì lão ta đã buông màn lưới mà tung mình nhảy tới một cách thật dài, lướt nhanh ra phía sau hậu viện như là một làn gió thoảng. Bách Biến Thần Quân thấy việc chẳng lành, biết rằng ở phía sau hậu điện thì ắt có chứa đựng một điều chi vô cùng bí mật. Thần Quân kêu lên một tiếng: "Không xong!" Dứt lời vừa định tung mình bay theo, bỗng chợt nghe sau lưng có tiếng cười vang lên. Ông ta như là một con chim đã bị trúng tên, hễ trông thấy cảnh công thì sợ, vì vậy cho nên ông ta liền quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của ông ta thật là bén, thoáng nhìn thì đã trông thấy từ ngoài khung cửa sổ xuất hiện một người thư sinh trung niên. Người này mũi ngay thẳng, nhãn thần tinh anh, bộ pháp cực kỳ điêu luyện. Nếu ông ta không làm thì tài bộ của người này có cao hơn lão già mà mình vừa giao chiến. Bách Biến Thần Quân trong dạ lo thầm, không biết người này là bạn hay thù. Nếu là kẻ thù địch thì đây thật là một mối lo đáng kể. Còn đang bàng hoàng thì người trung niên này đã thét lớn: "Chặn đầu nó lại!" Nó dứt lời bay mình đuổi theo lão già ban nãy. Bách Biến Thần Quân trông thấy trong dạ mừng thầm, vì cứ trông vào thái độ đó thì người này không phải là thù địch với mình. Thấy người thư sinh ấy đuổi theo mà đã vượt khỏi mình thật xa, Bách Biến Thần Quân tức tốc đuổi theo sau. Nhưng ông ta đâu có biết người này chính là kẻ danh chấn giang hồ Trương Vô Kỵ. Đây nói về Trương Vô Kỵ. Sau khi thấy Hồng Lão Trang chủ biến mất ở sau miếu, tức thì biết người này sắp sửa vào bên trong để làm việc mờ ám gì đây, cho nên chàng tức thì đuổi theo bén gót. Đúng vào lúc thân hình của ba tay cao thủ thượng thừa này khuất vào trong bóng tối sau hậu liêu, thì ngoài kia Triệu Minh cũng vừa thanh toán xong tên râu ria và nhảy sổ vào trong này. Và khi Triệu Minh đang bàng hoàng ngơ ngác không biết phu quân của mình và Hồng Lão Trang chủ đã đi đâu, thì ba tay cao thủ này đang phiêu lưu vào một lãnh vực vô cùng quyền bí. Số là sau khi Trương Vô Kỵ đuổi theo Hồng Lão Trang chủ vào đến hậu liêu thì bỗng đột nhiên người này biến mất, làm cho chàng phải bàng hoàng dừng chân đứng lại. Trong lúc đó thì Bách Biến Thần Quân đã đuổi theo bén gót. Trương Vô Kỵ tức thì quay lại hỏi: "Chẳng hai tiền bối cao danh quý tính?" Rồi không đợi cho Bách Biến Thần Quân trả lời, chàng lại hỏi nhanh: "Xem tiền bối râu tóc bạc phơ mà cử chỉ lanh lẹ vô cùng, chắc có lẽ là Bách Biến tiền bối." Bách Biến Thần Quân cười ha hả nói: "Huynh đài quá thật là một người có nhãn lực, ta còn xem ra huynh đài tướng mạo đường đường, chắc là Trương giáo chủ có phải không?" Vô Kỵ nói: "Quả thật tiện danh không dám làm cho tiền bối bận tâm." Trong lúc họ đang đối thoại thì bốn con mắt không ngừng quan sát cảnh tượng chung quanh họ, cố tìm xem lão già ban nãy đã trốn theo ngõ ngách nào mà lại mất dạng đi trong nháy mắt. Bỗng thình lình Trương Vô Kỵ kêu lên: "Ô kìa!" Bách Biến Thần Quân tức thì nhìn theo ngón tay trỏ của Trương Vô Kỵ, và ông ta thấy trên mặt đất bây giờ đã có in mấy vết chân. Mấy vết chân này do một tay khinh công thượng thặng gây ra, cho nên chỉ phớt trên mặt đất. Hai người tức thì noi theo dấu chân ấy mà đi tới, và họ lấy làm kinh dị vì vết chân bỗng nhiên biến mất trước một tượng thờ. Nhưng hai người đứng trước tượng thờ là hai tay lão luyện giang hồ, cho nên họ biết ngay rằng tượng thờ này ắt có điều chi kỳ bí. Trương Vô Kỵ tức thì thò tay ra lắc mạnh vai của pho tượng. Những tưởng rằng pho tượng này chắc có lẽ nặng nề lắm, nào hay đâu chàng chỉ lắc nhẹ một cái, pho tượng tức thì ngã chúi về phía trước, làm cho hai người đồng giật mình. Nhưng pho tượng chỉ chúi tới một cái rồi lại bật lên nhanh như chớp. Trong khi một khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi đó, hai người đã trông thấy sau lưng pho tượng này bày ra một cánh cửa. Thế là không ai bảo ai, hai người đồng hiểu rằng lão già ban nãy đã thoát vào cánh cửa bí mật này, và nhờ bức tượng bật lên quá nhanh cho nên những người đuổi theo không thể nào trông thấy kịp.
Thế là Trương Vô Kỵ lại đẩy nhẹ bức tượng một cái thứ nhì. Khi nó vừa chú nhủi thì hai người lướt nhanh vào cánh cửa chứa đầy sự quyền bí âm u. Vừa bước được hai bước, Bách Biến Thần Quân liền hỏi: chẳng hai tên già kia thuộc môn phái nào mà gió công có vẻ quyền hoặc vậy? Vô Kỵ trả lời: à, hắn là Hồng Lão Trang Chủ. Chân không dừng bước, Bách Biến Thần Quân hỏi: Hồng Lão Trang Chủ cái tên thật là vô danh tiểu tốt, nhưng gió công tại sao lại cực kỳ cao vậy? Câu nói vừa đến đây thì trước mắt có một cánh cửa chặn ngang, làm cho mẫu đối thoại của hai người bị gián đoạn. Vô Kỵ phát giác ra Hồng Phong, định tung mình nhảy sổ tới, nhưng kịp đến khi chàng trông thấy Hồng Lão Trang Chủ sắc mặt hầm hầm, trong tay đang lầm lầm thanh trường kiếm, thì chàng liền ghìm chân đứng lại. Chợt nghe Hồng Lão Trang Chủ nói: này Trương giáo chủ, người hãy nhớ đến cầu ném chuột sợ dở đồ. Nếu giáo chủ mà bước tới một bước thì... Tiếng thì vừa thoát ra khỏi cổ họng của hắn ta thì thanh trường kiếm tức thì đã lóc lên sáng giới. Và lão ta đã nhanh như cắt gác lưỡi kiếm ngang qua cổ của Hồng Phong. Việc này xảy ra làm cho Trương Vô Kỵ bất giác câu mày. Ở trong lòng chàng lúc bấy giờ nghe thấy nhớ Triệu Minh một cách lạ lùng. Chàng nghĩ rằng nếu có phu nhân mình có mặt tại đây, chắc nàng đã có cách giải quyết tình trạng rối beng này. Đúng vào lúc đó thì bỗng nhiên có tiếng xè xè vang lên từ cánh cửa bí mật. Trương Vô Kỵ lòng mừng khắp khởi, nghĩ rằng Triệu Minh chắc cũng đã tìm ra con đường vào đây. Trong nháy mắt, cánh cửa nặng nề này đã từ từ xê dịch, và Hồng Lão Trang Chủ cũng đã nghe thấy cơ nguy. Cho nên lão ta khoa thanh trường kiếm lên và thét vang: hãy phong tỏ cánh cửa đó lại. Trương Vô Kỵ nào chịu để cho bọn họ trọn quyền thao túng, chàng tức thì gào lên một tiếng, tung mình nhảy sổ về phía cánh cửa, cốt chiếm lấy giữ phần đất cho Triệu Minh lướt vào. Chân của chàng vừa chạm phải mặt đất thì có một gã trung niên thuộc hạ của Hồng Lão Trang Chủ vì quá cấp công háo thắng nên tiến sát đến mình của Trương Vô Kỵ. Vào phút giây quyết liệt này, chàng không còn nương tay nữa, nên tức thì tung ra một ống tay áo đánh phủ đầu vào người này bằng một đòn càn khôn đại na di. Người trung niên ấy tức thì trúng đòn bay dù dù ra ở phía sau hơn 5 trượng. Hướng bay của người này lại trúng vào chỗ của Hồng Lão Trang Chủ đang đứng. Lão ta quát mắt mắng thầm: thật là cái đồ vô dụng. Vừa nói tới đây, trước mặt lão ta tức thì đã lừng lên một vần ánh sáng, và người trung niên kia chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì đầu đã rơi khỏi cổ. Đúng vào lúc đó thì cánh cửa mở toang, và quả nhiên người kia đúng là một nàng mỹ nữ bay vút vào. Trương Vô Kỵ mừng rỡ kêu lên: minh muội, thi thi đây rồi. Dứt lời liền nắm lấy tay áo của người đàn bà, phi thân vào phía Hồng Phong. Nhưng đúng lúc đó thì bóng người nổi lên loang loáng, và bên ngoài bay vào không biết bao nhiêu là mỹ nữ. Trong đám người đẹp mới vào, bỗng có một người cất tiếng lanh lảnh nói một câu đầy sát khí: thật là xứng đôi vừa lứa. Âm thanh này vừa lọt vào tai thì Trương Vô Kỵ giật mình đánh thoát. Thì ra giọng nói ấy mới là giọng nói của Triệu Minh quận chúa. Chàng sững sờ nhìn ra người đang nắm tay mình thì bất giác tay chân rụng rời. Thì ra đây là nàng mỹ nữ Nguyệt Thẹn Hoa Nhường, sắc mặt đỏ ao, đích thị là Nam Hải Tây Thi. Chàng nghe thấy hai gò má của mình nóng rang, và chàng vội vàng buông bàn tay mềm dịu như lụa của người đẹp ra. Và định thần nhìn kỹ thì mới hay trước mặt đứng lố nhố 3-4 người, đó là Tây Hồ Tam Mỹ và Triệu Minh. Tây Hồ Tam Mỹ thì che miệng cười thầm, còn Triệu Minh thì sắc mặt hầm hầm. Hai bên khóe miệng của nàng hiện ra hai nét hằn căm tức. Trương Vô Kỵ lên tiếng nói: hãy lo diệt kẻ thù đi đã. 3 tiếng diệt kẻ thù làm cho sắc mặt của Triệu Minh dịu trở lại, và nàng liếc mắt nhìn về phía Hồng Phong bất giác tay chân rụng rời. Thì ra vì có rất nhiều nàng mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở trong gian phòng, cho nên chẳng ai còn để ý đến Hồng Phong. Mãi đến bây giờ thì Triệu Minh mới nhìn kỹ, mới thấy Hồng Lão Trang Chủ bây giờ đang lại dùng một thanh trường kiếm sáng giới ở trên tay của mình mà kề ngang cổ của Hồng Phong. Những đường gân trên tay của ông ta căng thẳng lên. Phần là người luyện võ, hễ ai nhìn thấy sơ qua cũng biết rằng nếu lão ta đang dùng sức
định khứa mạnh xuống một cái. Hồng lão trang chủ trông thấy Triệu Minh nhìn chăm chăm về phía mình, lão ta liền buông ra một chuỗi cười khan và nói: Nếu giáo chủ phu nhân mà tiến tới một bước thì đầu của Đồ Long bang chủ tức thì rơi ngay xuống gót. Triệu Minh nghe qua giật mình đánh thoát, nhưng bề ngoài của nàng vẫn cố gượng giữ vẻ vô cùng trầm tĩnh. Nàng buông tiếng cả cười và nói: Mười mấy năm nay chúng tôi đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy cốt tìm cho ra Hồng lão trang chủ để hỏi đôi lời, nhưng tiếc thay lòng này không được toại nguyện. Hồng lão trang chủ ngửa cổ cười ha hả và nói: Chúng bây hãy dừng tay lại đi. Trường giáo chủ và giáo chủ phu nhân hiện diện ở tại đây thì không cần phải chiến đấu lôi thôi nữa. Những tay cao thủ nãy giờ chia ra hai phe chiến đấu lôi thôi, lớp chết lớp bị thương quá nhiều. Nhưng mà chiến cuộc cứ dai dẳng mãi, không đi đến đâu là đâu. Vì thế bây giờ nghe nói tạm dừng tay thì trong lòng phấn khởi mừng thầm, nên lần lượt thối lùi ra ngoài vòng chiến. Phần của Triệu Minh và Trương Vô Kỵ không biết đầu đuôi ất giáp ra sao. Tại làm sao mà Hồng Phong bị lọt vào đây? Tại làm sao mà có rất nhiều tay cao thủ ở trong cái bang mà lọt vào trong chỗ này? Bao nhiêu trăm nghìn nghi vấn vẫn phải giải đáp cho xong. Cho nên Triệu Minh thừa dịp này mà lấy mắt ra dấu cho Trương Vô Kỵ biết. Hiểu Triệu Minh không ai bằng Trương Vô Kỵ, cho nên vừa thoáng thấy nàng liếc mắt nhìn mình, chàng liền cất tiếng gọi to: Chư vị bằng hữu trong cái bang, hãy tạm thời ngừng tay mà nghe chúng tôi phân tỏ đôi lời. Chúng cái bang đệ tử mặc dù là người trong cái bang nhưng rất kính trọng Trương Vô Kỵ. Nay nghe Trương Vô Kỵ ban lệnh như thế thì liên tiếp nhảy ra khỏi vòng chiến. Thì ra chỉ trong một cái nháy mắt, trong gian phòng to lớn rộng thênh thang, cuộc chiến tức thì bị dập tắt và đó đây im phăng phắc. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả gian phòng. Bên phía Hồng lão trang chủ chỉ chờ cho Triệu Minh và Vô Kỵ lên tiếng trước, ngó hầu dò xem địch tình như thế nào. Còn phía bên này thì lại chờ cho Hồng lão trang chủ lên tiếng trước, thử xem người này đã dùng lưỡi gươm bén kề ngang qua cổ họng của Đồ Long bang chủ là để yêu sách gì. Trong bầu không khí nặng nề tĩnh mịch, bỗng nhiên có một tiếng thét thất thanh của Hồng Phong vang lên. Tiếng thét của nàng làm cho bao nhiêu người có mặt ở trong phòng thải đều giật mình sực tỉnh, cho đến người đang cầm gươm khống chế tính mạng của nàng là Hồng lão trang chủ cũng phải giật mình mà thối lùi một bước. Một bước tuy đã thối lùi, nhưng mà lưỡi gươm vẫn còn chĩa thẳng vào chỗ yết hầu của nàng trên cổ. Tiếp theo đó nghe Hồng Phong sang sảng tiếng động nói: Cha ơi, con có làm điều chi nên tội? Tại sao phải hành động như thế này? Câu nói này làm cho Triệu Minh và Vô Kỵ lòng đau như cắt. Vì hai người nghe thấy Hồng Phong vẫn gọi Hồng lão trang chủ bằng cha. Chợt nghe Hồng lão trang chủ cười gằn nói: Khi mi còn ở trong Hồng gia thì ngày đêm ta dạy mi điều gì? Tại làm sao mi lại lén lút ta mà ra đi lưu lạc nơi chốn giang hồ? Mà lại không thực hiện điều mà ta hằng nhớ. Tiếng nói của ông ta tuy nhỏ, nhưng lúc bấy giờ mọi người thải đều im lặng. Lại thêm nơi đây là một gian phòng tư bề kín mít, cho nên mỗi một tiếng nói của ông ta thải đều lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng. Trương Vô Kỵ chưa kịp mở miệng nói điều chi thì Triệu Minh đã giọt miệng nói: Lão Hồng, mì chớ có ăn nói càng rỡ. Nó mới chính là con của ta. Này Hồng bang chủ, tên thật của con là Thi Thi, Trương Thi Thi đó. Câu nói của Triệu Minh vừa đến đây thì bỗng thình lình một tiếng quát của Hồng lão trang chủ cắt ngang. Lão ta cất to tiếng và nói: Hai đứa bay mới thật là phường ăn nói càng rỡ. Nó mới thật là con của... Lần này thì câu nói của lão ta chưa tròn liền bị một chửi cười sang sảng cắt ngang. Rồi Triệu Minh nói tiếp: Nếu là con của mi thì mi phải biết vết tích trên người của nó chứ. Này, hãy nghe ta nói. Nàng vừa nói tới đây thì liền ngập ngừng chờ xem Hồng lão trang chủ trả lời ra sao. Quả nhiên lão ta mồm mép mấp máy mà nói chẳng ra lời. Triệu Minh tức thì lớn tiếng nói to lên: Ta biết trên vai trái của nó có hai nốt ruồi son, không tin thì hãy xé áo của nó ra mà coi.
Nàng vừa nói tới đây thì cất bước đi về phía Hồng Phong. Nhưng đi được chừng ba bước thì bỗng nghe Hồng Lão Trang chủ thét: "Đứng lại! Nếu bước tới một bước nữa thì ta quyết chẳng dung tha." Triệu Minh bật cười khanh khách nói thẳng: "Để ta xé áo cho nó, chư vị xem cho kỹ." Miệng tuy nói nhưng chân không dừng bước. Hồng Lão Trang chủ luống cuống không biết Triệu Minh là người tài trí vô song, võ công lại thâm hậu. Nếu để cho người này tiến tới gần thì thật là lành ít dữ nhiều. Cho nên lão ta thét lớn: "Dừng chân lại hay không nào?" Chữ nào của ông ta vừa dứt thì trước mặt của ông ta có một dần ánh sáng lừng lên. Tiếp theo đó trong gian phòng này đã không biết bao nhiêu là tiếng rú kinh hoàng vang lên. Mà trên mặt của Hồng Phong bây giờ đã tràn đầy máu thấm. Thì ra Hồng Lão Trang chủ đã xuống tay cây độc, dùng mũi gươm trong tay của mình đâm vào mặt của Hồng Phong một cái. Những người có mặt tại đây ngoài Trương Vô Kỵ và Triệu Minh ra cũng thấy ông ta đâm chỉ một nhát mà thôi. Nhưng thật ra thì mũi gươm của ông ta tuy đâm một đường nhưng làm hai ngã. Trương Vô Kỵ liếc nhìn Triệu Minh trông thấy sắc mặt của nàng như tắt không còn một chút máu. Kể từ ngày làm vợ chồng cho đến nay đã 20 năm, nhưng Trương Vô Kỵ chưa từng trông thấy Triệu Minh bị xúc động mạnh như bây giờ. Trong lúc đó thì Hồng Lão Trang chủ khoa thanh trường kiếm trước mặt mọi người và nói: "Chúng bày hãy xem vật gì đây." Mọi người định thần nhìn kỹ bất giác tay chân rụng rời. Thì ra trên lưỡi gươm của lão ta bấy giờ có dính hai vật trăng trắng. Vật này lại lem luốc máu hồng, trông thật là kinh rợn. Nhiều người kinh nghiệm già dặn thoáng trông qua thì biết ngay đó chính là hai cái tròng con mắt. Một người trong đệ tử cái bàn kêu lên: "Hài lắm, bọn cường đồ chúng bay dám đàn tài khoét mắt đồ Long Bang chủ." Câu nói này vừa bay ra thì có không biết bao nhiêu tiếng thét căm hận quốc ức vang lên. Và một số đông đệ tử cái bang tức thì vũ lộng binh khí tấn công đối phương tưng bừng. Thì ra nãy giờ những người này chỉ thấy Hồng Phong bị đâm vào mặt đổ máu chứ không ai hay rằng nàng bị khoét mắt. Bây giờ nghe người này nói rõ, lòng căm phẫn tức thì bừng cháy lên mãnh liệt. Thế là họ mất ngay bình tĩnh, xông tới xông phá tưng bừng. Trong chớp mắt, trong gian phòng rộng thênh thang lại bày ra một cảnh hỗn chiến thật là ác liệt. Cho đến những người mới vào là Tây Hồ Tam Mỹ, dần dần cũng phải bị bắt buộc tham gia vào dòng chiến. Vì có không biết bao nhiêu tay cao thủ mới tham gia, nên trận chiến bây giờ có phần khốc liệt nhiều. Trong những tiếng binh khí vang lên nghe cực kỳ hỗn loạn, bỗng chợt nghe tiếng của Triệu Minh rú lên một cách kinh hoàng. Ai ai cũng hiểu và nghe nàng kêu lên: "Chết ta rồi!" Mọi người định thần nhìn kỹ thì quả thấy nàng vừa trúng một quả lưu tinh trùy của đối phương, thân hình từ từ sụm xuống. Ai nấy đều kinh hoàng thất sắc, không ngờ một người danh tiếng lẫy lừng như Triệu Minh mà hôm nay phải thọ khóc tại nơi này. Trong lúc mọi người còn đang đổ dồn những cặp mắt ái ngại nhìn về phía Triệu Minh, thì bỗng nghe thấy từ phía nơi Hồng Phong có một tiếng bùng vang lên khủng khiếp. Không ai bảo ai, những người có mặt tại đây đồng quay đầu nhìn lại. Và họ trông thấy Hồng Lão Trang chủ lúc bấy giờ vừa trúng đòn ngã gục. Mà Trương Vô Kỵ sắc diện hầm hầm đang đứng trước mặt người này mà ngắm nhìn Hồng Phong không chớp mắt. Thì ra Triệu Minh thừa lúc chiến cuộc đang lên cao, không ai chú ý đến mình, nàng liền khẽ bảo nhỏ vào tai của Trương Vô Kỵ mấy câu. Sau khi đó nàng liền sang một bên, thừa lúc có một ngọn trì sắt của đối phương vừa bay đến, nàng liền giả vờ trúng đòn mà rú lên thất thanh. Chính vào lúc mọi người đang ngớ ngẩn thì Trương Vô Kỵ đã bay vụt về phía Hồng Phong, ra tay giải thoát cho nàng. Trương Vô Kỵ vì tức tối trong lòng, biết rằng giờ phút này mà còn nương tay thì Hồng Phong không biết chừng nào mới thoát khỏi vòng nguy hiểm. Và Hồng Lão Trang chủ sẽ dùng cách uy hiếp Hồng Phong mà khống chế vợ chồng mình. Vì vậy cho nên ống tay áo của chàng tức thì khoác nhanh lên một luồng ánh sáng mờ mờ như mây ảo. Hồng Lão Trang chủ đang đâm tới, bỗng nghe dèo dèo, rồi nghe thấy lưỡi gươm của mình lệch sang một bên. Biết rằng Trương Vô Kỵ đã thi triển Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp, nhưng biết thì đã trễ rồi. Ông ta chưa kịp thu gươm trở về thì ống tay áo thứ nhì của Trương Vô Kỵ đã đánh ra một đòn sấm sét vào đầu của ông ta. Thế là ông ta trúng đòn, tức tốc ngã rũ người ra. Trương Vô Kỵ không ngờ đòn của mình hiệu quả nhanh đến như thế.
cho nên chàng phải sững sờ trong giây lát. Và liền đó chàng liền bước tới thò tay ra lau vết máu trên mặt của Hồng Phong. Trong khi đó thì Triệu Minh đã bay mình tới án ngữ sau lưng của Trương Vô Kỵ đề phòng bất trắc. Nàng vừa đứng yên tức thì mũi dài đã đá nhẹ vào sườn của Hồng lão trang chủ. Trong dạ của nàng phập phồng lo sợ không biết lão già họ Hồng này chết thật hay giả đây. May sao cái đá nhẹ của nàng vừa buông ra thì Hồng lão trang chủ rên lên một tiếng khe khẽ, làm cho nàng buông ra một tiếng thở dài như một người trút được gánh nặng nghìn cân. Lúc bấy giờ bọn người của Hồng gia đã trông thấy trang chủ của mình thọ thương nặng, nên cố hết sức mở đường máu mà chạy tháo thân. Vì vậy mà cuộc chiến đang thêm phần ác liệt không biết đến chừng nào. Trong cơn hỗn loạn chợt nghe có mấy tiếng rú phi thường yếu điệu vang lên. Mấy tiếng này vừa lọt vào tai thì trong dạ của Triệu Minh phập phồng, nàng lẩm bẩm: thôi rồi, chắc bọn Tây Hồ Tam Mỹ lâm nguy. Câu nói của nàng chưa dứt thì bỗng đột nhiên có tiếng kêu của Hàn Tuyết Tử vang lên: sư phụ ơi, Lưu Ly sư muội e cho. Câu nói này chưa dứt thì Triệu Minh đã trông thấy Nam Hải Tây Thi bay mình nhảy tới nhanh như một vệt khói mờ. Nàng đi đến đâu thì đối phương liên tiếp trúng đòn nghe lớp bóp mà dẹt ra hai bên. Tiếp theo đó có tiếng của Nùng Hương Tử khóc lên thảm thiết. Triệu Minh bị tiếng khóc của Nùng Hương Tử làm cho tâm can sao động. Nàng quay lại nhìn Hồng Phong, trông thấy sắc mặt của nàng bây giờ tái xanh như tàu lá. Hai con mắt của nàng sâu quắm vào như hai vực sâu thăm thẳm. Triệu Minh lòng đau như cắt, bao nhiêu căm hờn uất ức thải đều trút hết lên đầu của Hồng lão trang chủ. Nhà ngươi là Hà Phương nhân vật, có thù có oán gì với ta mà sao lại đành lòng ra tay tàn nhẫn với con ta như thế? Hồng lão trang chủ vừa trúng phải một đòn càn khôn đại na di, mặt mày hãy còn chóng váng. May nhờ công lực của lão ta thuộc hàng thượng thẳng, nếu thay vì một người khác thì đã vong mạng rồi. Lão ta nghe Triệu Minh hỏi liền buông ra tiếng cười lạnh lùng đanh ác, to tiếng trả lời rằng: rõ ràng nó là con của ta, cớ sao mi là một người danh tiếng lẫy lừng mà lại tham chức đồ long bang chủ, lấy Hồng Phong được chức này rồi muốn bịa chuyện là con của mình. Lão ta sở dĩ nói thật to cốt để cho Hồng Phong nghe thấy. Quả nhiên ông ta vừa dứt lời thì Hồng Phong tức thì lên tiếng giọng nói đầy vẻ căm hận uất ức: ta không phải là con của mi. Triệu Minh nghe tới đây trong lòng mừng khấp khởi, ngỡ rằng Hồng Phong bây giờ đã hiểu rõ chân tướng. Và nghe Hồng Phong lại nói tiếp: nếu ta là con của mi thì mi chẳng bao giờ đang tâm khoét mắt của ta, mà hai vợ chồng của tên đại ma đầu kia cũng không phải là cha mẹ của ta. Triệu Minh nghe tới đây quốc khí tức lừng lên. Nàng tuốt ngay thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đoạn dùng ống kiếm gõ lên đầu của Hồng lão trang chủ nghe cơm cớp. Nàng thét mắt qua làn nước mắt: cũng chỉ vì mi mà con của ta mới thành ra kẻ mù lòa. Nhưng việc này hãy còn chưa minh bạch, ta tạm gửi cái đầu lâu của ngươi lại đó. Nói tới đây bỗng thình lình nàng trở ngay mũi kiếm đâm vào giữa mặt mình một nhát, thủ pháp giống hệt như Hồng lão trang chủ đã làm khi nãy. Cử động này của nàng vừa phát ra thì Trương Vô Kỵ đã rú lên một tiếng kinh hoàng nhảy bổ về phía Triệu Minh. Nhưng cử động của chàng đã trờ đi một bước, hai chân của chàng chưa chấm đất thì Triệu Minh đã thò tay ra nhét vào tay của Trương Vô Kỵ một vật. Vật này vừa lọt vào trong tay của Vô Kỵ thì chàng tay chân rụng rời, chỉ vì chàng trông thấy trên mặt của Triệu Minh bây giờ đang đầm đìa máu hồng, mà vật trong tay của chàng cầm kia rất âm ấm. Nếu chàng không lầm thì đó chính là hai con mắt của Triệu Minh. Sự ước đoán của Trương Vô Kỵ quả thật không sai. Thì ra Triệu Minh đã dùng một thủ pháp vô cùng thần tốc, lấy mũi gươm của mình mà khoét lấy cặp mắt của mình rồi trao cho Trương Vô Kỵ. Tiếp theo đó giọng nàng sang sảng nói: Vô Kỵ ca ca, mau dùng thiết can liên nhục tán ráp cặp mắt này lại cho Thi Thi. Trương Vô Kỵ nước mắt lưng tròng, lòng của chàng tan nát. Nhưng khi nghe năm chữ tiếp càng liên nhục tán làm cho tinh thần của chàng tức thì tỉnh táo. Thì ra đây là món thuốc vô cùng thần diệu mà chàng đã dày công nghiên cứu từ khi còn ở Hàng Châu, chuyên dùng để nối lại những bộ phận đã rã rời của xương thịt. Chàng tức thì mò trong túi áo của mình lôi ra một lọ thuốc,
Đoạn cầm lấy mặt của Triệu Minh mà bước thẳng về phía Hồng Phong bằng một thủ pháp vô cùng điêu luyện. Trương Vô Kỵ tức thì trảm ngay cặp mắt này vào trong Hồng Phong, đoạn trút một ít thuốc lên con mắt của nàng. Hồng Phong bật cười đanh ác và nói: "Chúng bay thật khéo đóng trò, móc đã móc ra rồi, làm sao ráp trở lại được?" Trương Vô Kỵ nói nho nhỏ: "Thuốc này công hiệu như thần, nhất là vết thương của ban chủ còn mới rạng ràng, thì phần hiệu nghiệm hãy còn nhanh chóng hơn bội phần." Hồng Phong tuy không tin, nhưng cũng cố gắng điều công dưỡng thần để trợ lực cho hơi thuốc. Không bao lâu nàng bỗng nghe bên tai của nàng có tiếng nói của Trương Vô Kỵ vang lên: Thi Thi, con hãy mở mắt ra." Hồng Phong nãy giờ đang nhắm nghiền đôi mắt để điều công dưỡng thần, bây giờ nghe nói liền từ từ hé mắt. Nàng bỗng rú lên một tiếng nho nhỏ. Chỉ vì kể từ khi nàng bị Hồng Lão Trang chủ khoét mắt đến giờ, thì trước mắt của nàng là một bức màn u tối. Nhưng bây giờ mở mắt ra thì bao nhiêu cảnh tượng ở bên ngoài lần lần hiện ra trước mắt. Ban nãy vì trong này không thấy, cho nên vẫn cứ tưởng rằng tiếng sầm sì của Triệu Minh tự khoét mắt của mình, nàng chẳng bao giờ dám tin. Nhưng bây giờ đôi mắt của nàng đã sáng trở lại, liền ráo mắt tìm Triệu Minh thử xem việc khoét mắt kia có đúng hay không. Hồng Phong nức nở nói trong lòng của Triệu Minh quát lớn: "Mẹ không thể mù, mẹ không thể mù được." Lời nói chưa dứt thì nàng đã giật lấy thanh gươm của Triệu Minh mà đâm thẳng vào giữa mặt của Hồng Lão Trang Chủ. Thủ pháp của Hồng Lão Trang Chủ đã dùng với mình ban nãy. Nào hay đâu lưỡi gươm vừa kề vào mặt của đối phương thì bỗng vang lên tiếng choang lãnh lót. Mũi gươm của nàng đã bị đẩy bật sang một bên. Và liền khi đó thì trước mắt của nàng xuất hiện một nàng thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần. Nàng ấy chính là Nam Hải Tây Thi. Nam Hải Tây Thi nói: "Ban chủ khoan hành hình nó, tên này cần phải sống một cách mạnh khỏe để lấy khẩu cung." Nàng nói dứt lời xòe bàn tay ra trước mặt của Hồng Phong. Nàng vừa thoáng nhìn vào lòng bàn tay bất giác giật mình đánh thoát, thì ra trong lòng bàn tay Nam Hải Tây Thi có một cặp mắt dính đầy máu tươi nhưng hãy còn lóng lánh sáng mờ. Nam Hải Tây Thi nói: "Ban chủ hãy dùng cặp mắt của con Lưu Ly Tử hãy dùng đỡ." Triệu Minh nghe tới đây liền thở dài hỏi: "Lưu Ly Tử đã chết rồi ư?" Nam Hải Tây Thi trả lời: "Mới vừa đứt hơi." Quả thật Lưu Ly Tử mới vừa đứt hơi. Mặc dù Nam Hải Tây Thi đối với nàng có tình nghĩa thầy trò, nhưng mà tình thế hiện nay vô cùng cấp bách. Cơ hội này thật là nghìn năm một thuở. Nếu chần chờ không biết đến chừng nào có một cặp mắt tươi sống đẹp đẽ để bù đắp vào cặp mắt của Triệu Minh. Vì vậy mà Nam Hải Tây Thi tức thì khoét ngay cặp mắt ấy trao cho Hồng Phong ngõ hầu, nhờ Trương Vô Kỵ trám vào cho Triệu Minh. Kể từ khi Hồng Phong tin chắc Triệu Minh là mẹ của mình thì ở trong lòng dâng lên một niềm thương vô tận. Nàng nghe nói như thế tức thì nhảy sổ về phía Triệu Minh định lắp mắt vào. Nhưng nàng chưa kịp hành động thì Trương Vô Kỵ đã dùng một thủ pháp lẹ làng chụp lấy cặp mắt và chàng nói lớn: "Thi Thi, hãy lui ra để ta lo liệu." Đoạn chàng trám mắt cho Triệu Minh đồng thời bôi thuốc vào. Triệu Minh tin chắc mình thế nào cũng trở về với ánh sáng, cho nên tức thì ngồi xếp bằng điều công trợ lực cho thuốc của Vô Kỵ. Cách một giây lâu, Triệu Minh nghe Vô Kỵ bảo: "Minh muội, hãy từ từ hé mắt ra." Triệu Minh y theo lời giải, quả nhiên mở vừa hé thì một làn ánh sáng tức thì đã lùa vào. Và liền theo đó thì Hồng Phong lại nhảy sổ vào lòng của nàng một lần thứ nhì. Hai mẹ con đồng ôm chặt lấy nhau, tỏ vẻ vô cùng tha thiết triều mến. Lúc bấy giờ Trương Vô Kỵ đứng cách đó không xa, chàng ngắm nhìn bốn mắt của hai mẹ con Triệu Minh hãy còn rớm máu, nhưng ở trong lòng đã vui vẻ vô cùng. Nguyên nhân chỉ vì khi xưa cặp mắt của Triệu Minh vốn sáng hơn mắt của Hồng Phong. Bởi Triệu Minh là người có công lực phi phàm, cho nên bao nhiêu tinh anh thải đều dồn lên cặp mắt. Bây giờ cặp mắt tinh anh ấy lại được gắn cho Hồng Phong, nên tròng mắt càng thêm xinh đẹp bội phận. Về phần của Triệu Minh thì thật là diễm phúc vô cùng, nên mới thay được cặp mắt xinh đẹp tuyệt vời của Lưu Ly Tử. Ngày xưa Nam Hải Tây Thi vì muốn tìm cho mỗi đứa học trò của mình một điểm độc đáo hơn người, cho nên đã tốn không biết bao nhiêu là công phu. Đi lùng kiếm khắp trong thiên hạ mới có được 1.000 mỹ nữ có cặp mắt xinh đẹp tuyệt vời như Lưu Ly Tử. Cặp mắt này có thể gọi là ở trong đời này không còn có cặp mắt nào có thể so sánh bằng. Trong lúc Vô Kỵ còn đang đứng tần ngần thì cuộc chiến ở chung quanh càng lúc càng lắng dịu.
Nguyên nhân chỉ vì lúc bấy giờ Nam Hải Tây Thi vừa mất đi một người đệ tử, quốc khí sùng thiên. Bao nhiêu công lực trong người thải đều dồn lên hai bàn tay. Hai bàn tay này đi đến đâu thì đối phương thải đều nối tiếp nhau trúng đòn ngã gục. Trương Vô Kỵ nhìn thấy cảnh giết chóc quá ư tàn bạo như thế nên trong lòng liền nổi cơn trắc ẩn. Chàng to tiếng nói, chư vị hãy dừng tay lại. Nào hay đâu câu nói của chàng chưa dứt thì Triệu Minh bỗng buông lên tiếng thét lanh lảnh. Chư vị đừng chừa một tên nào sống sót. Trương Vô Kỵ giật mình quay lại. Vì từ hồi nào đến giờ Triệu Minh chưa có nghịch ý mình nơi chỗ đông người như vậy. Nhưng tại sao bây giờ nàng lại hằng học như thế? Đến khi ánh mắt của chàng chạm phải ánh mắt của Triệu Minh thì chàng liền hiểu ra ngay. Thì ra lúc bấy giờ Triệu Minh quát mắt căm hờn nhìn Nam Hải Tây Thi đang vũ lộng thần quay. Nàng sở dĩ buông lời chống lại với Trương Vô Kỵ chỉ vì có ý cho rằng Vô Kỵ can thiệp đến hành động của Nam Hải Tây Thi, cho nên mới nói một câu hờn giỏi cho hả lòng căm tức. Trong số người của Hồng Gia, thấy Nam Hải Tây Thi thẳng tay như thế, một ít người khôn ngoan liền giả vờ trúng đòn mà ngã lăn ra chết. Nhờ như vậy cho nên mới sinh tồn. Sau khi toàn thể đối phương thải đều ngã rạp, Trương Vô Kỵ mới lên tiếng gọi một vị trưởng lão đến để hỏi rõ đầu đuôi cớ sự. Thì ra cái miếu nhỏ này vốn là một địa điểm bí mật của cái bang, chuyên dùng để cử hành những buổi họp mật và chôn giấu ngọc ngà châu báu. Thật không ngờ rằng tên Nam Thiên Độc Ma sau khi bắt được Hồng Phong rồi liền thì lang thang lạc vào ngôi miếu này. Khinh công của hắn ta thật là điêu luyện, nên đã lọt vào ở trong ngôi miếu mà người đệ tử cái bang canh gác vẫn chưa hay biết. Vì vậy cho nên người này vô tình mở ngõ đường hầm để cho độc ma phát giác. Thế là lão ta liền theo dấu mà xuống dưới kia, quan sát hết tất cả những người canh giữ và giấu kín Hồng Phong. Nào hay đâu những hành động của lão ta lại không trốn thoát được một nhóm người từ ngoài tuyết sơn vượt đường xa vạn dặm vào tìm một người. Nhóm người ấy chính là nhóm cao thủ của Hồng Gia Trang, do Hồng Lão Trang chủ hướng dẫn vào đây để tìm kiếm người con gái họ Hồng, tức là Hồng Phong đây. Nhưng Hồng Lão Trang chủ là một người giàu kinh nghiệm, ông ta lén nhìn bộ pháp của Nam Thiên Độc Ma, biết rằng người này không phải là tay vừa, cho nên không dám kinh động. Lão truyền cho bộ hạ nín hơi ém tiếng, chờ cho Nam Thiên Độc Ma trở ra ngoài, rồi mới ập vào mà uy hiếp Hồng Phong. Nhưng sự đời cũng lắm nỗi trớ trêu. Trong khi Hồng Lão Trang chưa kịp cật vấn Hồng Phong, thì một toán đệ tử cái bang đi công cán ở bên ngoài bây giờ tình cờ trở về đúng lúc. Thế là một cuộc giao chiến kinh hoàng đã xảy ra. Cuộc sâu sát ấy đã làm kinh động đến vợ chồng Trương Vô Kỵ và thầy trò Nam Hải Tây Thi đang lẩn quẩn gần đó để truy tìm tung tích của Đồ Long Bang chủ. Vị trưởng lão kể chuyện tới đây thì Vô Kỵ nói, vậy hãy kiểm điểm tài vật thử xem có mất mát chi chăng. Chúng đệ tử cái bang dâng lời kiểm điểm lại nhưng chẳng thấy mất mát chi cả. Chỉ vì những người này mới đặt chân vào đây thì đã xảy ra cuộc tranh đấu, cho nên không có thì giờ rảnh để mà lục soát. Triệu Minh lại truyền cho chúng đệ tử cái bang thu dọn chiến trường. Bỗng thình lình Trương Vô Kỵ hỏi một vị trưởng lão, chẳng rõ nơi này gọi là Ngọa Hổ Can. Một vị trưởng lão thành thuộc đường lối ở trong vùng này liền trả lời, chỉ vì dân chúng ở trong vùng này đồn đại rằng trên gò này có một con hổ trắng cực kỳ to tướng, đồng thời đã sống quá lâu năm cho nên có tiếng trở thành là thần hổ. Triệu Minh nghe tới đây thì dục cát ngang, hay lắm. Này Vô Kỵ ca ca, chốc nữa ta hỏi cung tên họ Hồng kia, nếu nó trả lời lôi thôi thì chúng ta quan sát nó cho hổ xé xác đi. Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hồng Lão Trang chủ, thấy lão ta mặt như cắt không còn chút máu. Trương Vô Kỵ lúc này nói, không khí ở dưới hầm này ẩm thấp vô cùng, vậy chúng ta hãy trở lên phía trên đi thôi. Mọi người đều tán thành ý kiến của Trương Vô Kỵ và đồng lục tục kéo lên phía trên. Khi trở lên đại điện, một vị trưởng lão lên tiếng nói, dù sao thì chúng ta đã bắt được tên trọng phạm này rồi, vậy hãy ăn uống một trận no nê rồi hẻ hỏi cung hắn cũng không muộn. Triệu Minh reo cười nói, hay lắm, hãy no sai một trận rồi quan sát thằng này cho cọp xơi. Thật ra kể từ khi bắt được Hồng Lão Trang chủ thì Triệu Minh trong lòng nóng như lửa đốt, muốn làm sao dùng ngay đến cực hình để tra tấn lão này để tìm ra manh mối.
Tiêu Minh bỗng quay sang Hồng Phong và nói: Thi Thi đâu? Hãy lôi tên già kia đến chỗ chân tường cho ta xem. Đây nói về Hồng Phong, tức là Trương Thi Thi. Nghe Triệu Minh nói như thế, trong lòng lưỡng nan tấn thối. Nàng nghĩ rằng Hồng lão trang chủ đây quả là một người sâu độc. Bây giờ trải qua một cơn tai biến, Triệu Minh đã dám hy sinh cặp mắt để cứu mình, vậy thì đích thị là mẹ của mình chứ không ai xa lạ. Còn Hồng lão trang chủ đây tuy không có công sinh nhưng cũng có công dưỡng. Mặc dù sự dưỡng dục này có một âm mưu rùng rợn, nhưng mà dù sao nàng cũng gọi người này bằng cha trong bao nhiêu năm trời. Bây giờ nếu nàng ra tay cay độc thì trong lòng cũng không nở. Còn đang dùng dằn thì Triệu Minh đã hiểu ngay tâm trạng của con mình, nên nàng nói: À phải rồi, để tự ta ra tay vậy. Nói dứt lời, nàng liền bước tới nắm lấy bầu áo của Hồng lão trang chủ ném dù ông ta ở giữa chân tường. Nàng thét lớn: Bây giờ mi phải khai rõ đầu đuôi tự sự. Có phải chính mi đã đến Tô Châu xuống tay bắt cóc Thi Thi trong lúc đó còn ở trong nôi? Lời của Triệu Minh vừa dứt, Hồng lão trang chủ chưa kịp trả lời, Trương Vô Kỵ chợt lên tiếng cắt ngang: Ngươi thật sự là ai? Gia đình ta có thù oán gì với ngươi? Ngươi lại bắt cóc con ta, khiến cho gia đình ta phải nhà tan cửa nát. Nói. Triệu Minh rút gươm ra và cũng nói: Nếu ngươi không khai cho rõ, ta sẽ dùng gian nghĩa tán tầm cực hình cho ngươi, khiến cho ngươi sống không đặng, chết không xong. Biết điều thì hãy khai ra cho mau. Lời nói của Triệu Minh chưa dứt thì Hồng lão trang chủ nghe thấy luồng nội lực từ trong chuôi kiếm của nàng chạy xuyên qua cổ rồi xuống thẳng lồng ngực mà vào tim. Và Hồng lão trang chủ tức khắc nghe thấy dường như có trăm nghìn con kiến cắn xé quả tim của mình. Tay chân của Hồng lão trang chủ bây giờ đã kiệt quệ, nhưng mà vẫn còn có sức dùng dãy. Cứ trông vào bộ điệu thảm não của ông ta thì cũng đủ biết mùi vị của dạng nghĩa tán tâm thật là cay độc. Cặp mắt của lão ta bắt đầu nổ đơm đớm, lão rú lên mấy tiếng thảm thiết rồi nói: Ta họ Chu, ta họ Chu. Trương Vô Kỵ đứng bên cạnh giật mình nhảy nhõm lên rồi kêu: Thôi rồi, mi là Chu Trường Linh. Nói dứt lời, chàng đưa tay ra vuốt mặt của Hồng lão trang chủ. Bàn tay của chàng đã ngầm dẫn sẵn nội lực. Những tưởng người này trong một lớp da giả, nếu bàn tay này đi qua lớp da giả tạo ra ở bên ngoài sẽ rơi rớt xuống. Nào hay đâu Hồng lão trang chủ kêu lên ngoai ngoái, da mặt bị ọt ẹp sang một bên đỏ rần và nát như phỏng lửa. Thế mà da mặt vẫn y nguyên, và Hồng lão trang chủ kêu lên rối rít: Ta không phải là Chu Trường Linh, mà là em ruột của Chu Trường Linh. Triệu Minh thét lên lanh lảnh: Mi không phải là Trường Linh, vậy chứ tên là gì? Vừa nói nàng vừa truyền thêm nội lực làm cho Hồng lão trang chủ phải kêu lên rầm rĩ: Ta tên là Chu Trường Long. Quả thật đúng như lời lão ta công khai, tên thật của lão chính là Chu Trường Long. Vô Kỵ nghe đến đây chợt nhớ đến khi xưa lúc mình còn nhỏ đã bị Chu Trường Linh đuổi và xuyên qua một khe đá thật nhỏ. Chàng vì quá kinh sợ cho nên cứ trường tới mãi, may nhờ thân hình nhỏ thó cho nên đã chui lọt qua khe đá. Còn Chu Trường Linh thì bởi to con nên bị kẹt giữa khe đá thành thế lưỡng nan tấn thối và phải chết khô tại đó. Còn Trương Vô Kỵ thì lọt qua bên kia thung lũng, và chính tại nơi đây chàng đã trổ tài trị bệnh cho loài khỉ, nên vô tình chàng đã tìm được pho cửu dương chân kinh giấu trong bụng con khỉ. Do đó mà chàng luyện được môn thần công cái thế. Chàng còn nhớ rõ sau khi miệng luyện xong rồi, liền chung pho sách ấy vào ở trong hốc núi, đoạn dùng nội lực mà để bên trên vách đá một dòng chữ: Trương Vô Kỵ chôn kinh tại đây. Chàng nhớ đến đoạn này thì giật mình hỏi gấp rút bằng: À, Trường Long, thì ra mi đã phát giác ra pho cửu dương chân kinh. Hồng lão trang chủ chính là Chu Trường Long, biết mình không thể giấu giếm nên khẽ gật đầu. Triệu Minh tức tốc gõ mũi gươm vào đầu của lão ta cơm cớp và nói: Hèn chi mà mi có công lực phi phàm, pho kinh ấy bây giờ ngươi giấu ở đâu? Hồng lão trang chủ cúi đầu trầm ngâm mà chưa trả lời. Thì ra sau khi nghe thấy thân nhân cho hay rằng Chu Trường Linh bỗng nhiên mất tích, Chu Trường Long liền đi tìm kiếm khắp nơi trên giang hồ
nhưng tìm không ra manh mối. Chu Trường Long không sờn lòng thối chí, cứ ra công tìm kiếm mãi cho đến một ngày kia. Chu Trường Long lần mò đến khe đá mà anh mình đã bị kẹt chết ở trong đó. Khi Trường Long đến nơi thì xương thịt của Trường Linh đã nát tan rã rời. Nhưng Trường Long nhìn vào xiêm y thì biết ngay đó là xác của anh mình. Ông ta moi lấy hài cốt, mang trở ra ngoài, rồi tiếp tục tiến lần vào ở bên trong. Vì Trường Long tin nghi rằng trong kia chắc có tiềm tàng một điều gì đó vô cùng bí mật, nên anh mình mới vào đến nơi đây rồi đến đổi phải lụy thân. Vì thân hình của Trường Long nhỏ hơn Trường Linh, lại nữa lúc bấy giờ ông ta bình tĩnh mà lần tới từng bước một, không như anh của mình đuổi theo vô kỵ một cách quá ư cấp tốc. Vì vậy cho nên ông ta đã lọt được vào ở bên trong. Khi phát giác ra kho sách quyền bí của Đạt Ma Tổ Sư để lại, Chu Trường Long mừng khắp khởi, liền thu lấy làm của riêng. Và ông ta ngày đêm luyện tập không ngừng, do đó tài nghệ tăng tiến lạ thường. Và cũng kể từ khi đó, cái tên Trương Vô Kỵ đã khắc sâu vào trong tâm khảm của mình. Sau khi võ công thăng tiến vượt bậc rồi, Chu Trường Long liền cất bước giang hồ, truy tầm cho ra cái tên đã giết chết anh mình để trả thù. Trương Thi Thi nghe đến đâu thì lợi rơi tầm tã đến đó. Nàng ôm lấy Triệu Minh mà khóc dùi, làm cho những người xung quanh đây cũng phải mũi lòng theo, không ngăn được dòng nước mắt. Bỗng chợt Triệu Minh nghe thấy lồng ngực của mình hơi ấm, nàng cúi đầu nhìn xuống thì ra nước mắt của Thi Thi chảy xuống thấm qua làn áo vào đến bên trong da thịt. Nàng thoáng nhìn qua khuôn mặt của Thi Thi, thấy rõ ràng tư tưởng của nàng đã dứt khoát. Nàng liền đẩy nhẹ Thi Thi ra khỏi lòng của mình, đoạn nhún chân nhảy sổ về phía Hồng Lão Trang chủ. Ống tay áo bên phải của Triệu Minh đã đánh áp xuống đỉnh đầu của Hồng Lão Trang chủ một đòn ác liệt, làm cho ông ta trúng đòn mà dở sọ ra chết ngay tại chỗ. Kẻ thù gian ác đã làm hại gia đình nàng cuối cùng cũng đã đền tội. Nơi đây vốn là một chỗ thâm sơn cùng cốc, cho nên gà rừng thật nhiều. Một con vừa gáy lên thì đã không biết có bao nhiêu con lần lượt hưởng ứng, nên tiếng gà chỗ này vừa dứt thì chỗ nọ vang lên. Trương Vô Kỵ lúc này nói: "Trời đã sáng rồi, chúng ta hãy trở về mà lo quốc gia đại sự." Trương Thi Thi dõng dạc hưởng ứng: "Phải." Nàng vừa nói dứt lời liền thò tay tả ra nắm lấy tay của Dương Tiểu Hồng, thò tay hữu ra nắm lấy Châu Hoài Ngọc, đoạn cúi đầu chào chúng đệ tử cái bang và rảo bước ra ngoài. Trương Vô Kỵ và Mai Vô Ảnh cũng nói gót theo sau. Khi đoàn người bắt đầu xuống Ngọa Hổ Can thì phương đông quả nhiên rạng rỡ ánh hồng, trời cũng đã bắt đầu rừng sáng. Châu Hoài Ngọc nghe thấy bàn tay của Đồ Long bang chủ bây giờ cứng như sắt thép, cứ siết chặt lấy bàn tay của mình mà thẳng tiến xuống Ngọa Hổ Can. Hai bên dãy đường lúc bấy giờ muôn chim đua hót, cảnh vật càng lúc càng thêm tưng bừng náo nhiệt. Mặt trời lần lần ló dạng, ánh nắng hồng của mặt trời buổi ban mai chiếu vào bãi cát hồng trên gò Ngọa Hổ, càng làm tăng thêm cái vẻ lộng lẫy của một buổi bình minh. Trương Thi Thi trong lòng rộn rực, dường như nghe thấy cảnh vật chung quanh mình đang bừng lên để đưa tiễn bước chân của những người yêu nước.